một ngành dịch vụ non trẻ mới phát triển ở Việt Nam trong khoảng hơn 20 năm. Song Logistics đã là tâm điểm chú ý khi có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, từ 20 đến 25% mỗi năm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chi phí Logistics của Việt Nam cũng luôn ở ngưỡng cao, chiếm tới hơn 20% trên tổng GDP. Là một ngành dịch vụ không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông và phân phối trên toàn thế giới, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy cảng biển, kinh tế phát triển hài hòa và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của một quốc gia. Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Diễn đàn Logistics Việt Nam đã được Bộ Công Thương và Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì tổ chức thường niên từ năm 2013. Qua 7 lần tổ chức, Diễn đàn Logistics đã trở thành một thương hiệu uy tín, là không gian tập trung kết nối các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý nhà nước, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ Logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đến nay, diễn đàn đã kiến tạo thành công một diễn đàn cấp quốc gia kết nối quốc tế, thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực Logistics, thiết lập, củng cố và tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan, tổ chức định kỳ các đoàn tham quan khảo sát tại nhiều quốc gia. Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Logistics đến năm 2025, xuất bản báo cáo Logistics Việt Nam thường niên. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 11 năm 2020 với chủ đề Cắt giảm chi phí Logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, gồm các hoạt động khảo sát thực địa, hai phiên chuyên đề, phiên chuyên đề 1, hạ tầng Logistics, xu hướng và cơ hội, phiên chuyên đề 2, chuyển đổi số trong Logistics, và phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 sẽ diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại khách sạn Melia Hà Nội với sự chủ trì và tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Caroline Park.